Chào mừng anh chị đã đến với kênh của Abino Wine. Ngày hôm nay thì em Hiếu sẽ giới thiệu cho anh chị một chai vang đỏ. Chai vang đỏ này có tên là Vaquira La Silos 2015. Vaquira La Silos 2015 được sản xuất tại khu vực Vaquira của nước Pháp. Chai vang đỏ này được sản xuất bởi hai giống nho, đó là giống nho Grenache và Syrah. La Silos 2015 sở hữu với màu đỏ ruby đậm, với các hương thơm của trái cây đen như là mâm xôi và anh đào. La Silos 2015 có hương vị tròn đầy và cân bằng, với các hương vị của trái cây đen như là mâm xôi, tiêu, cà phê và gỗ xôi. La Silos 2015 rất phù hợp để thưởng thức hàng ngày hoặc làm quà tặng. Chai vang này rất phù hợp với các món ăn như là thịt bò sột vang, thịt bò lúc lắc, thịt lợn cháy cành. Và vừa rồi là chia sẻ chi tiết của em Hiếu về chai vang đỏ La Silos 2015 đến từ nước Pháp. Em Hiếu mời anh chị tham khảo và ghé đến Avino để được nhân viên phục vụ anh chị tốt nhất. Cảm ơn anh chị đã xem video của em Hiếu. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.